Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là một cái cục máy giải mã kiêm công suất nữa của Onkyo, đời hết số của đời X các bác nhé. Đây là con Onkyo FLX9A, đời cao nhất hiện nay của đời X. Hàng về thì như các bác thấy này, còn rất là đẹp luôn. Hàng bãi theo nô nhưng còn rất là đẹp các bác thấy không ạ? Đẹp gần như mới luôn. Có bài về vết thước sát mà nó không đáng kể. Con này nếu như em là một người bán hàng không thành thật, em bảo đây là một con hàng đấu mạng thì các bác cũng sẽ tin đúng không? Vì nó quá đẹp luôn. Đấy. Nó quá đẹp luôn các bác thấy không? Đẹp như mới luôn nhá. Đẹp gần như mới luôn. Đấy. Bác nào mà thích hàng đẹp thì lấy con này thì tuyệt vời luôn nhá. Những cái đời này thì em cũng xin luôn, em bán là bao trợ công suất về cắm điện thoại máy tính, cắm cổng quang TV nghe nhạc và làm giải mã quang AV. Các anh có thể đấu thêm một cái đôi loa vào đây, vì bản thân nó sẽ có công suất và mình có thể đấu thêm một đôi loa bass nó khoảng 16 đổ về, mình nghe nhạc rất là hay. Con của FLX9A các anh nhé, đời cao nhất của đấy. Con này có khá nhiều các cái mở rộng sau này, ví dụ như là ở đây nó có subwoofer out để mình kết nối với sub điện để mình hình thành hệ thống 2.1 này. Đây hay ở dưới đây là có cầu 4 Tesla để mình có thể là ghép nối với cả equalizer để tinh chỉnh bass tép cho nó chi tiết. Đó. Các giải bass trung tép cho nó chi tiết thì mình có thể là đấu chéo equalizer bằng cách rút cầu ấy ra nhé. Đây cầu mở rộng để đấu equalizer sau này. Công suất của máy là 55W điện 100V. Lưu ý cho em là đây điện 100V đừng ai cắm nhầm nhé, và con này là hàng made in Japan. Đấy. Onkyo FLX9A các bác nhé. Cái này em bán bao trợ công suất về cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV nghe nhạc cũng như là làm giải mã quang AV. Còn đâu có CDMD thì lâu thì tốt nhất là bỏ qua đi, vì là bây giờ ít người chơi cái loại này rồi. Đấy. Còn cái FLX9A nhé. Bộ giải mã này thì đây đường quang vẫn đang chạy bình thường và công suất nó ra bình thường các anh nhé. Và có cả kết nối điện thoại máy tính bằng dây AV thì các tí em sẽ nói về cái đó sau. Còn bây giờ xin mời các anh nghe một đoạn tiếng của cái con máy này thông qua cái cổng quang. Từ khi vào lính rồi lành xa cuộc vui, ngày nào toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời linh còn nghĩ gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa bối xóa. Quê cũ khi bao giờ em đợi chỉ ra đấy. Còn bên này nó sẽ là cái cổng kết nối cho điện thoại máy tính nha. Nó có 3 đường vào là đường TDR này, đường tape và đường line này. Thì các anh sẽ chuyển đường vào tùy theo là các anh cắm ở đâu nhé. Ví dụ các anh cắm ở đường tape, các anh chuyển đường tape. Các anh cắm đường line như em thì các anh chuyển đường line. Và các anh cắm đường CDR, các anh sẽ chuyển đường CDR nha. Đây đằng sau này nó sẽ có 3 đường vào để in này, là đường line này, tape in và CDR in. Đấy, các anh cắm một trong 3 đường đều được nhé. Ví dụ em không cắm đường này, em cắm đường CR đi, đường cắm đường cuối cùng đi. Đấy thì em sẽ phải chuyển cổng vào sang đường CR để mới có tiếng nhé. Bây giờ các bác thấy là nó mất tiếng từ máy đã rồi đúng không ạ? Muốn làm giải mã quang AV thì chúng ta cắm dây quang vào đây, chuyển sang đường digital như vừa rồi em chuyển, và out tín hiệu từ đường tape out, đường CR out là hai đường đường ra để mình có thể là giải mã song song ra hai con máy một lúc nhé, hai con âm ly một lúc. Đấy. Với các bác nào mà đang ở nhà đang không có âm ly có cổng quang thì mình sẽ kết nối qua con này để giải mã tiếng quang thành AV để đưa xuống dưới âm ly to để nghe nhạc. Thì đấy, đây là tác dụng của con này khi mình làm giải mã quang AV. Còn công suất của nó thì mình sẽ ghép với cả loa này. Sẽ ghép với loa. Nó bắt khoảng 16 đổ về mới nghe nhạc. Đấy. Còn như em vừa nói, đường line em đang cắm không phải là đường vào thì em phải chuyển đúng sang đường CDR nhé. Đấy, cho có tiếng này.
đấy thì con này giá của nó là 1.290.000. Anh nào đang có nhu cầu mua con máy Onkyo FRX9A này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 để đặt hàng nhé. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng, xin chào mọi người ạ.